Khoảng 15 giờ chiều ngày 12 tháng 8 tại quốc lộ 14, đoạn qua xã Ea Hờ Trú, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương. Xe ô tô mang biển kiểm soát 81H02760 lưu thông theo hướng Đắk Lắk Gia Lai thì va chạm với xe hơi biển kiểm soát 81A00470 có logo của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do Nguyễn Thú Sinh trú Gia Lai và xe tải biển kiểm soát 47C26306 do Nguyễn Tấn Sơn 40 tuổi trú Đắk Lắk điều khiển. Theo thông tin ban đầu, trong số 3 nạn nhân tử vong có tiền đạo Paulo Madeira Oliveira, 27 tuổi, cùng 2 nạn nhân khác đi trên xe ô tô con là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đều của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Riêng tài xế Nguyễn Thú Sinh đã được đưa đi cấp cứu với tình trạng bị thương nặng. Chiều 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xảy ra trên không gian mạng và từ nguồn tin người dân cung cấp. Theo đó, nickname Facebook Kim Thảo Lê và tài khoản Zalo của đối tượng đã thường xuyên đăng tin nội dung cho nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai ngoài ý muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con vào các hội nhóm kín để tìm những trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con, lôi kéo sinh trẻ với gợi ý được bồi dưỡng tiền. Mặt khác, thông qua các trang hội nhóm, đối tượng cũng tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa sinh dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi. Để tránh sự phát hiện của công an, đối tượng thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh, sau đó bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn. Bên cạnh đó, đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện và khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ. Công an xác định đối tượng chính là Lê Hồng Anh, sinh năm 1987, ngụ quận 4, đã hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 25 tháng 7, phòng PC02 phối hợp với công an quận 1 bắt giữ Hồng Anh mua bán một đứa trẻ sơ sinh ở trước nhà số 154 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 với giá 16,5 triệu đồng. Khoảng 13 giờ 53 phút ngày 12 tháng 8, trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường 12, thành phố Đà Lạt, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Theo đó, xe ô tô du lịch loại 7 chỗ biển số 49A và xe máy biển số 54U lưu thông từ hướng Trại Mát, phường 11, thành phố Đà Lạt đi thành phố Nha Trang thì bị xe tải biển số 49X tông từ phía sau với tốc độ cao. Hậu quả khiến anh C, sinh năm 2003, trú phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và anh T, sinh năm 2003, trú tại phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, ngồi trên cùng xe máy bị tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng, còn chiếc xe ô tô du lịch bị hư hỏng nhẹ phía sau. Riêng chiếc xe tải sau khi mất kiểm soát tiếp tục chạy một đoạn và va vào sườn đồi bị lật nghiêng trên vỉa hè, cách vị trí xảy ra va chạm khoảng hơn 100m. Ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Minh Hùng, bí thư huyện ủy huyện Nam Căn, làm giám đốc Sở Y tế Cà Mau trong thời hạn 5 năm. Ông Dương Minh Hùng sinh năm 1970, quê quán thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, là cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ sư xây dựng, trình độ chính trị cao cấp. Trước đó, ông Dương Minh Hùng từng kinh qua chức vụ giám đốc Sở Xây dựng. Sau đó tháng 10 năm 2021, ông Hùng được điều động làm bí thư huyện ủy huyện Nam Căn, nay được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tôm Việt Nam xuất khẩu đứng thứ nhì thế giới. Giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tổng ngành tôm của toàn cầu. Trung bình mỗi năm, tôm đóng góp khoảng 45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương 3,5-4 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, ngành tôm tăng diện tích nuôi thả hơn 650.000 ha, tăng 6,4% so với cùng kỳ, được mùa 467.000 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ. Nhưng kim ngạch xuất khẩu tôm sụt giảm do chi phí đầu vào và giá thành sản xuất cao, trong khi giá bán lại thấp. Do vậy, xuất khẩu tôm giảm tới gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó giảm mạnh nhất là các thị trường châu Âu EU với 48%, Hoa Kỳ 38%, Hàn Quốc 28%, Nhật Bản 29% và Trung Quốc 15%. Bên cạnh đó, ngành tôm hiện cũng gặp không ít bất lợi, nhất là việc đáp ứng hàng rào kỹ thuật. Mặt khác, một số thị trường chưa tin tưởng hoàn toàn nên vẫn kiểm tra dư lượng kháng sinh 100% lô hàng tôm nhập khẩu, cụ thể là thị trường Nhật Bản.
để ngành tôm xuất khẩu đạt hơn 4,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nguồn tôm trong kho dự trữ của các nước đang giảm. Các nước có ngành tôm cạnh tranh với Việt Nam cũng đang giảm sản lượng. Tận dụng thời cơ này, doanh nghiệp Việt Nam nên đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó, thương vụ Việt Nam tại các nước cần xác định lại là giá chi phí logistics cao hay giá nguyên liệu cao để Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm việc với các đơn vị liên quan. Về giải pháp phát triển ổn định lâu dài, các thương vụ Việt Nam cần tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh con tôm Việt Nam, có thông tin biến động của thị trường kịp thời cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương để định hướng vùng nuôi cũng như hoạt động chế biến xuất khẩu.